Kim cảm nhận sự rung động với Nam Phong ngày càng nhiều bởi vẻ điềm tĩnh và tốt bụng của anh chàng. Lizzy căng thẳng tột độ khi phải chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo với các bạn để qua mặt mẹ của cô. Tình trạng của Đồng Đồng ngày một tồi tệ khi cô chứng kiến sự chia rẽ nặng nề trong gia đình của mình. Liệu ai sẽ là người giúp cô vực dậy? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol thế hệ Z. Tao lỡ mất công tới đây rồi, tiếp tụi tao vài chiêu đi. Tiếp chiêu thì tiếp chiêu. Thay vì đi kiếm chuyện hại người khác thì lo rèn luyện bản thân đi, không lại còn tốn tiền dài dài. Chị ơi, chắc chị nhầm lẫn gì rồi đó, chứ tụi em đâu dám đâu. Là ai nói những chuyện này vậy chị? Ai nói không quan trọng. Quan trọng là chị không thích cái thái độ của mày. Chắc có gì hiểu lầm ở đây rồi, chứ bọn em đâu bao giờ có ác ý gì với ai đâu. Thôi không cần nói nhiều, đã lỡ mất công tới đây rồi, tiếp tụi tao vài chiêu đi. Sao nào? Gái quê mới lên thành phố mà mày đặt lên mặt dạy dỗ người này người kia. Sao? Hay hân hoan cho đã, rồi khi tao hỏi lại sợ? Nếu sợ thì xin tụi tao tha thứ cho. Dạ, tụi chị tha cho tụi em gái quê mới lên lỡ hân hoan. Được đấy, cúi đầu xin thì tụi chị tha cho. Vốn dĩ tin đồn nói bằng tôi hên hoan tôi có thể chấp nhận được, nhưng cũng không phải im lặng để cho mấy người thích nói thì nói được. Tiếp chiêu thì tiếp chiêu. Bọn họ có hai người, tôi sẽ đấu với bà. Trời, gái quê nổi giận rồi. Được, tụi tao sẽ cho bọn mày sáng mắt ra. 3, 2, 1. I've been on a flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shaggy, my bros raw. No break, sweet, go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Let's go. Yeah, baby. Till I'm finished, had a handful of limits. Through the hand, got a bag, now the hands in the business. For my hand, it's a ticket, talking mazza for the biggest. That's a comma and a comma and a comma, gotta get it. I've been playing with the minutes that they been should've gave. And I'm flipping every digit that they been should've paid. Had to find a way to get it, know the season what you made. If I ever wanna dip, then I'm brink with the blade. And I'm brinking a blink on the brink of some dumb shit. Watch how I move, cause I know the brink's coming. Watch for the blues, cause I know that they dumping. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Hush on discussions, you know what you need to. I keep it in the band to let you know that I don't need you. Y'all cats be see-through, head now to peace. You been king, I'm regal, got it in my Ibisu. We'll be right back.
Cũng đã rõ rồi. Không biết là đàn chị có muốn nhắn gửi gì với bọn đàn em này nữa không ạ? Thôi, đi đi, thua rồi, nói gì nữa. Mày chi á, cũng phải có lực cương một chút, chứ đừng có mà nghe những lời đồn đoạn bày bà nữa nhá. Ủa, có chuyện gì hả? Tôi nghe nói mấy chị đằng trên làm khó mấy bà hả? Cũng không có gì đâu, bà đừng lo. Ừ, không sao đâu. Mấy chị đó xuống muốn khiêu chiến với tụi tôi á. Nhưng mà tụi tôi dàn xếp xong hết rồi. Có điều không biết ai tung tin đồn nói xấu tụi tôi á. Còn ai nữa? Lại là nhóm bà Ellie nữa hả? Mấy người đó đúng là hết thuốc chữa mà. Mà thôi, bọn họ cũng đã thua rồi, không cần bà phải ra mặt đâu. Cảm ơn bà. Bà nói vậy thì thôi, Ellie đúng là cái sự háo thắng ăn sâu trong máu mà. Chính bà mới là người mất công mất sức mà lại không nhận ra. Thôi tới giờ vô lớp rồi, mấy bà vô lớp luôn đi. Đi, đi. Tức điên lên mất. Mấy bà đó có đấu hết sức không vậy? Làm sao mà để thua một đứa khóa dưới? Đúng là nhục nhã. Cùi bắp. Cứ tưởng làm cho chúng nó thua trong nhục nhã, thế mà chúng nó lại được ủng hộ hơn. Mà Ellie, còn tiền tụi mình thì sao? Ồ, tiền tiêu vặt một tuần của tôi đó. Mấy bà còn đòi tiền à? Đi đấu thắng chúng nó đi mà đòi lại tiền. Nhưng mà kế này là bà nghĩ ra còn gì nữa? Ờ đúng rồi, bà bảo mấy người đó skill đỉnh lắm, chắc chắn là sẽ thắng. Thế hả mà lại thua trong e chề. May á là không trường mặt ra. Giờ hai bà đổ lỗi cho tôi à? Kế hai bà cũng tán thành, giờ thất bại lại đổ lỗi tại tôi. Mấy chị làm ăn kiểu gì đấy? Gì mà yên tâm đi, tụi chị sẽ cho tụi nó ra bã. Ra bã của mấy chị đấy à? Đúng rồi, trả tiền ra cho tôi đi. Mấy cưng à, không phải số tiền còn lại khi nào thắng thì mới đưa sao? Tụi chị thua thì tụi chị sẽ không lấy số tiền đó. Còn số tiền lúc trước coi như là phí thi đấu đi, hiểu chưa? Ủa, mấy bà mắc cười nhờ. Thua rồi còn đòi lấy tiền của tụi tôi. Đã thế, từ đầu đừng có nhận lời. Các cưng tự tìm tới tụi chị mà. Ai bắt mấy đứa đâu. Thích thì tự tìm tụi nó ra đấu đi. Hay là mấy đứa lại muốn thất bại ê chề một lần nữa mới nhờ tụi chị ra mặt. Đồ hèn. Thay vì đi kiếm chuyện hại người khác thì lo rèn luyện bản thân đi. Không, lại còn tốn tiền dài dài. Đúng là mới nhảy xong á, uống Kiri đó là sướng nhất. Tôi cũng vậy á, lúc nào nhảy xong tôi còn phải uống một chai Kirin Hương Siri nè. Mà lúc nãy hai bà hết sảy luôn đó nha. Làm tôi hết hồn, cứ tưởng là tiêu đơn về mấy chị khóa trên rồi chứ.
họ tới á thì mình tiếp thôi. Mà cho dù á có dở thủ đoạn nào thì tụi mình cũng xử gọn hết. Mà mấy người đó đã xấu xa rồi còn rảnh rỗi nữa chứ, sao cứ kiếm chuyện với tụi mình hoài vậy ta? Rốt cuộc mấy người đó cũng chỉ rất bực con người thôi. Chỉ trách là bạn tôi giỏi quá thôi. Đúng rồi đó, có giỏi thì cứ tung tin thêm đi. Mirai và Kim đây cần hết, đúng không Mirai? Ủa mà không được. Bộ mấy bà tính thí mạng tôi để đem vinh quang về cho mấy bà hả? Nãy giờ thì ba cứ hỉ hoại nhắn tin về ái vậy. Đừng nói là có bằng trai mà giấu tôi nha. Làm gì có đâu, tôi chơi game thôi à. Thì không đó, nhìn lạ lắm à nghe. Sao tôi dám giấu mấy bà được chứ? Mà bà lo chuyện của bà đi. Mẹ bà có nghi ngờ gì không? Thì không. Nhưng mà mẹ tôi quý mấy bà lắm đó. Nói là sẽ cho tôi học ở đây này. Mẹ bà mà biết tụi mình học cái gì á đã không yên tâm như vậy rồi. Mẹ tôi vui vậy đó, nên là tôi mới khó mở lời hơn. Làm sao mà dám thú nhận đây? Thôi thì tới đâu hay tới đó. Khi nào mình có thành tựu rồi thì mình dễ nói chuyện với mẹ hơn. Giá như mà mẹ tôi dễ tính như mẹ bà hả Mira? Ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình mà. Mai mốt á, bà thành ca sĩ nổi tiếng rồi thì mẹ bà sẽ hiểu cho bà thôi. Chú cho mà. Hôm nay Mira phát biểu chân chạc quá hay. Thôi đừng có lo mà buôn chuyện nữa. Sắp tới giờ lớp rồi đó. Nhanh đi nè. Anh Kim, sao anh ngồi đây một mình, mặt mày đăm chiêu thế? Tôi hỏi cô nè. Được, anh hỏi đi. Theo như cô á, thì một đứa con gái sẽ bị thu hút ở điểm nào của một thằng con trai? Theo em thì sẽ là về bề ngoài, rồi sự tài giỏi, độ sanh điệu, chịu chi. Vậy theo cô, tôi có đáp ứng đủ những tiêu chuẩn đó không? Ý anh là... Cô nghĩ sao thì cứ nói vậy đi, không phải lo. Em đồng ý. À, ý em là dĩ nhiên đối với em thì anh có dư những điều đấy rồi. Đó, thấy chưa? Thiệt tình, đúng là khó hiểu mà. Là sao? Thì là con nhỏ Kim đó. Không biết có phải là cô ta không thích con trai không nữa. Làm gì có nhỏ con gái nào có thể cưỡng lại được sức hút của Kim đại thiếu gia này chứ. Đúng là khó hiểu mà. Là nãy giờ anh ăn nói là con Kim á hả? Chứ ai trồng hoa đất này nữa. Ê, thiệt tình tôi cũng không hiểu được cái cô Kim đó cô đang nghĩ gì, đang tìm kiếm gì ở một thằng con trai ta. Hay là gu cổ mặn vậy ta? Thích trai nghèo, trai xấu nữa. Ê, đúng là khó hiểu mà. Lại là cái con Kim ấy. À, mà thôi, dù sao cũng cảm ơn cô nha. Tôi có việc phải đi rồi. Tôi đói bụng à? Hay là tụi mình đi ăn vặt đi với bà? Đồng ý. Nghe được á, tôi muốn ăn mì cay. Mirai. Ê, hình như người đó kiếm bà hả? Anh tìm em hả? Không tìm em chứ tìm ai. Chuyện là sáng á anh thấy clip nhảy của mấy đứa trên mạng dễ thương quá trời. Xong cái tự nhiên thấy nhớ Mirai ghê á. Chạy vòng vòng tìm sáng giờ nè. Hay là chút về á, để anh đưa em về nha. Em bận gì hả? Dạ không. Hay là xíu về á, anh mời em đi ăn luôn nha. Dạ. Vậy giờ mình đi liền được không ta? Dạ được anh. Ê mấy bà. Vậy đi ăn hả? Mấy bà về trước nha. Tôi đi ăn với anh Ken, rồi tí tôi về sau. Dạ. Bye bye mấy đứa, tụi anh đi trước nha. Bye bye. Trời
Trời. Thấy trai đấy là tôm tớp hả? Con trai mới dụ tụi mình. Thôi, chắc cũng mới. Chưa có gì á nên Mira chưa kể. Mà mấy bà cũng đừng làm quá, Mira ngại á. Thì tụi tôi chỉ ghen tị thôi, chứ có gì đâu. Mà thôi, đói bụng à, đi ăn đi. Ăn gì vậy? Mì cay hả? Mì cay hả? Thôi nóng rồi mụn lắm. Mà ăn gì? Ăn chiên trộn nha. Thôi, ăn gì cũng được. Ăn gì? Nhất. Ăn gì? Nếp, ăn gì? Bây giờ tôi có việc rồi, thôi hai ba ăn trước đi, rồi có gì tôi về sau. Nói đi vậy hả? Trời, đừng nói Nếp cũng có bồ rồi nha. Sao? Thì đi ăn thôi chứ sao, còn mỗi hai đứa mình ế à? Tôi thấy đoạn này mượt á, bà nghe thử coi. Đâu, để tôi nghe thử coi. Ok á, lời ông viết thì vẫn hay mà. Mặc dù là tụi mình cũng đã có chỉnh sửa chút xíu theo yếu khách hàng á, nhưng mà tôi nghe vẫn thấy mượt nha. Nhưng mà có một cái à, là tôi nghĩ ông nên chỉnh chỗ này nè, sao cho nó khớp với cả cái câu trên nữa là ok. Ok. Hai người ơi, cái clip mà chèn quảng cáo hôm trước á, thanh toán tiền chưa vậy? Tôi đang kẹt tiền quá. Tôi có hỏi chị kế toán rồi thì chị bảo là chắc là tuần sau là thanh toán á. Ủa nhưng mà tiền dự án vừa rồi ông xài hết rồi hả? Thì bà cũng biết đó, tôi đam mê mấy cái mô hình nè. Thì nó mới ra cái phiên bản giới hạn đó. Tôi đang mê quá mà chưa có tiền để lấy nó. Trời ơi, không biết mấy cái con đồ chơi vô bổ đó có gì vui mà ông cúng tiền hết cho tụi nó luôn á. Cái gì mà vô bổ? Bà nói được cái câu vô bổ á, bà hãy nên xem lại bà đi. Tuần sao? Cái đống đồ skin care gì của bà đó. Nè, rửa mặt 2 loại nè, tẩy trang 5 loại nè, thêm một đống đồ trong tủ lạnh, mấy cái mặt nạ của bà đó, cái đó có vô bổ không? Ông Phong, ông nói một câu công bằng cho tôi nghe coi. Thì Di con gái cho nên là bị áp lực về ngoại hình hơn con trai. Đúng rồi. Thế lại Di là KOL nữa, cho nên là phải chăm chút ngoại hình, mua mỹ phẩm. Thấy chưa? Tôi tưởng bà hỏi ai, bà đi hỏi thằng Phong. Thì bà đi hỏi cái đầu gối bà cho nhanh. Nói lúc nào mà nó không binh bà. Ủa không liên quan gì. Ông Phong á, ông chỉ nói lời hay lẽ phải thôi. Tôi mệt quá, nghe lại coi cái đoạn tôi sửa được chưa. Rồi vô thu. Ok. Đó. Nghe ok rồi đó. Ôi xịn ghê, đúng là đầu đứt sợi của tôi có khác. Trời. Gì? Thì tôi thấy gì nè. Thấy cái team mình á, là ba người làm đúng không? Một là ca sĩ Thiên Di, hai là producer Nam Phong, ba là đạo diễn hình ảnh Bobby. Mà tôi thấy lúc nào hai người cũng như là một á, tôi thấy lúc nào tôi cũng bị kiểu như lạc lõng giữa chốn ba người vậy đó. Ủa? Ê ông, ông bị làm sao vậy, ông lên cơn hả? Thì tất nhiên là bọn tôi thì làm việc thì bọn tôi tập trung vô, bọn tôi làm việc làm tốt cái phần việc của tụi tôi. Còn ông làm việc của ông phải tập trung làm tốt phần việc của ông chứ. Thì tôi biết là cái vấn đề tôi làm tốt cái công việc của tôi. Mà nhưng mỗi lần hai người mà chụm đầu lại á, tự nhiên tỏa ra một cái không khí như là có màu hường phấn á, cũng như là hai người tát vô mặt cái thằng ế như tôi nè. Trời ơi, cái gì mà tối ngày có hai đứa không có người nào nghỉ ngó tới tôi hết trơn á. Mà tôi thấy cũng hợp nha, mà sao hai người không quen nhau luôn đi? Nói gì vậy? Thì tôi thấy hai người hợp, tôi nói hai người quen nhau luôn đi. Sự nghiệp của Di đang phát triển, đang thu hút nhiều fan, sao mà làm cái chuyện đó trong thời gian này được? Ông nghe chưa? Ông Phong ông chê tôi đó, hay là ông hốt tôi đi. Ok. Cảm ơn bà ha. Hốt bà về á, rồi cái đóng tiền của tôi á, tôi đổi vô cái mô hình của tôi. Rồi lúc đó tôi phải đóng vô cái skin care của bà luôn hả? Không chịu thì thôi. Tất nhiên là không chịu rồi. Ôi mặt đó kìa. Mặt khó chịu lắm. Thôi đi Thu. Ok. Thôi. Đây. Cầm cái cuốn sách tôi kìa.